Dạ dòng à, ý chồng phải như số lần số tôi na nó là chè của tôi nên lo ha cứ cứ tôi đó bé để tép bún luôn nó để tép bún luôn na chè là bé cho này bé cá chè xin na bé chỉ nhắc về phố bé chè ừ tôi đó tép bún luôn nó na bé chập bún luôn pha nhỏ gì ừ giờ tôi đó nhỏ nên chồng phải như họ để cho xe ừ thế na bé cứ cho tôi bé cho tôi đút cha cá chi ở bé cho chỉ về xong là để bé mua số tháp tản nữa để bé cứ chả là bây giờ cho theo nên chụp hình hơi giờ chụp sai cú nó nên là cái cú tôi đã tới bốn luôn. Anh nói chị tôi là lo nhà chị đó phá cha lì nữa đó phá cái lì ở trong cái chỉ có tiền để nè bỏ lá chỉ thì bé nó chỉ là nó sắp là đi nó bé nó chỉ là lo nà cơ thì anh muốn nói chị cho là chỉ cho nó cỏ đó chỉ cho phải thì tôi cỏ nó là nà chị à mầm bầu gì cỏ thì nó lấy à nên tôi gì chỉ cho nó cỏ mầm bầu lâu rồi đó chỉ bây giờ nói với cỏ chị nó mà cỏ bài xưa nó là gì tôi nói lớn nó cá chi nó cái cô cha la bây giờ cá chi phải nó theo đấy chứ cho nó bên một số thắt tà chê cho cháu câu mẹ nó xí nó rồi cho bố tao nói nhá một cháu nhá cá chi nhá một tàu đi xí nó để thế buồn lúc nó chê chỉ số trong hàng hay chả sao tao nói chỉ số trong chỉ chẳng nói gì chỉ số trong hàng nữa đấy chứ phát phát cơ chê bây giờ tôi đó để hôm nay thì bây giờ có tôi biết nữa chúng ta chỉ tạo chỉ tạo gì lịch sống hết nụ bỏ tạo gì bây giờ họ cho tôi chơi ít sống không bỏ tạo mấy sống nó hết rồi nên chúng tôi họ đã cho sai ưu hết á bây giờ cho một lô cho nhau u nhau nó đang đâu chơi liền